Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì hiện tại bây giờ Duy đang trên đường Dự Ao, Đà Lạt để giao chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 4Matic này cho anh. Thì có thể nói là Đà Lạt là một cái nơi rất là có duyên với Duy từ đầu năm tới giờ. Thì nếu mà các bạn mà có theo dõi những cái clip của Duy á, thì sẽ thấy là sau Tết Duy đã giao chiếc xe Mercedes-Benz C300 cho anh Duy và chị Hòa. Và tiếp đó tháng sau thì Duy lại giao chiếc xe GLC 200 4Matic cho anh Nam. Và đây là chiếc xe GLC 300 GLC 200 4Matic thứ hai mà Duy giao về lại thành phố Đà Lạt. Thì và một điều nữa các bạn rất là đặc biệt và một cái sự coi như là rất là có duyên nữa, đó là chiếc xe GLC 200 4Matic này của anh á, thì anh là sếp của anh Nam luôn, nhưng mà hoàn toàn anh Nam không biết cái vấn đề là anh đi mua xe cũng như là không có giới thiệu cho Duy đó. Nhưng mà sự cái trùng hợp coi như là khá là ngẫu nhiên cũng như là gọi là rất là có duyên đó các bạn đó. Thì thật sự các bạn, khi mà giao chiếc xe GLC 200 này về Đà Lạt á, thì Duy hẹn với lại anh vào khoảng 3 giờ chiều, nhưng mà bây giờ 4 giờ Duy đã đi rồi. Thì thật sự từ Sài Gòn đến Đà Lạt khoảng 7 tiếng thôi, nhưng mà tại sao mà Duy đi sớm dữ vậy? Bởi vì là ngày hôm nay anh Nam có hẹn Duy là bắt Duy là đi giao xe, phải ghé anh Nam cũng như là ăn trưa với anh Nam xong rồi anh Nam mới là cho đi giao xe tiếp. Thì trước đó các bạn là anh Nam anh bắt Duy là phải ở lại ngày thứ bảy luôn á, nhưng mà do là ngày thứ bảy á thì ở nhà Duy còn có rất là nhiều việc cũng như ở công ty nữa, cho nên là Duy không thể nào ở lại vào ngày thứ bảy, cho nên là Duy phải sắp xếp đi thật là sớm nè để mà ngày hôm nay ăn trưa cùng với anh Nam. Thì khi mà ăn trưa với anh Nam á, thì Duy với anh Sĩ là tiếp tục khởi hành tiếp đi đến Đà Lạt để mà giao chiếc xe chiếc này. Thì nếu mà cái thời gian cho phép á, thì Duy sẽ ghé Duy Linh để mà gặp một cái bạn khách hàng nữa cũng rất là trẻ tuổi và rất là thành công. Thì các bạn nhớ theo chân Duy để mà xem hết cái clip này nha. Bởi vì là cái chuyến mà đi giao xe lần này á, thì Duy ghé rất là nhiều chỗ luôn đó. Thì có thể nói là Lâm Đồng là một cái nơi mà đối với Duy là rất là có duyên trong năm, từ đầu năm tới bây giờ đó. Thì một lát nữa khi mà đến gặp anh Nam cũng như là giao chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 4Matic này cho anh Tuấn, thì Duy sẽ mời các bạn cùng Duy để mà giao chiếc xe này nha. Ok các bạn. Duy và anh Sĩ vừa mới ăn sáng xong, bây giờ hai anh em tiếp tục lên thành phố Bảo Lộc để gặp anh Nam trước. Thì các bạn, mọi khi các bạn hay thấy là Duy giao xe thì thường sẽ đăng ký biển số cũng như đăng kiểm tất tần tật hết. Thì khách hàng chỉ việc nhận xe và lái thôi. Thì nhưng mà đối với chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 4Matic này của anh Tính đó các bạn, thì Duy chỉ giao cái chiếc xe không thôi, chưa có đăng ký biển số gì hết. Bởi vì là cách đây 2-3 ngày thì trên báo chí có đăng rất là nhiều những thông tin về cái thuế trước bạ được sắp tới nè sẽ được giảm còn có 5% thôi, cho nên là anh vẫn đang chờ cái thuế trước bạ mới để mà đăng ký xe. Thì hy vọng là tới đầu tháng 6 này thì sẽ được thông qua hết tất cả mọi thứ và Duy sẽ đăng ký cái biển số xe cho anh sau đó. Thì các bạn đã biết rồi, thì cái thuế trước bạ và trước đây là nó là 10%, nhưng mà bây giờ là còn có 5% thôi. Mercedes-Benz là một cái hãng xe mà có thể nói là lợi thế nhất trong
tất cả những cái hãng xe hiện tại ở Việt Nam, bởi vì là đa phần những dòng xe của Mercedes-Benz đều là lắp ráp tại Việt Nam. Và với những chiếc xe Mercedes-Benz đó, các bạn biết rồi thì cái giá trị nó rất là cao, cho nên cái tiền thuế của nó cũng sẽ rất là cao luôn đó. Thì trong cái đợt này thì nó giảm còn 50% thôi, cho nên là quá là tuyệt vời luôn. Thì những anh chị mà các bạn nào đó mà đang có nhu cầu quan tâm đến chiếc xe của Mercedes-Benz nè, hoặc là những cái dòng xe như là BMW, Audi, Lexus hoặc là Volvo, thì các anh chị hãy chạy nhanh qua Mercedes-Benz đi đó. Anh chị tham khảo những cái dòng xe của Mercedes-Benz đi đó, bởi vì là có thể là sắp tới bên Duy sẽ không đủ số lượng xe để mà đáp ứng cho khách hàng trong cái đợt mà giảm thuế trước bạ này. À, thì nếu mà anh chị mà quyết định sớm á, thì có thể là có được những cái màu sắc của xe cũng như là cái thời gian mà mình nhận xe sớm hơn. À, thì với một cái thông tin vô cùng hot như thế này á, thì gần đây cách đây mấy ngày gần đây các bạn, thì số lượng mà khách hàng mà quan tâm cũng như là gọi cho đi rất là nhiều, bởi vì là đó, thì cơ hội này thì Duy nghĩ chắc là từ xưa tới giờ luôn các bạn, chưa bao giờ có với cái thuế trước bạ 5% như thế này đâu đó. Và cơ hội này coi như là rất là lâu rồi mới có thể là có được đó, cho nên là hy vọng là các anh chị mà tận dụng cái cơ hội này để mà mua được chiếc xe với cái giá rất là tốt. Anh sĩ ơi, bây giờ thuế trước bạ anh sĩ nó giảm còn có 5% mà anh sĩ, bây giờ anh em mình sẽ tranh thủ kiếm tiền để mua một chiếc xe Mercedes-Benz đi. Em thì đang tính lấy chiếc xe C180 nè, anh sĩ tính lấy chiếc nào? Anh thì bây giờ nếu mà giảm vậy thì anh đang tính là từ GLC hoặc là Maybach thủ thì nó cũng phải Maybach không áp dụng, Maybach xe nhập à? Không, nhập thì không giảm anh cũng mua, nhưng mà phải phụ thuộc vào là xem anh trúng mấy tờ vé số cái đó. À đúng. Ghê vậy, nếu trúng số thì chắc chắn mua rồi. Bây giờ đang giảm thế chứ bà, mà anh sẽ không mua thì khi nào mới mua? Thôi thì cứ đợi cái nào trúng số thôi. Vậy thôi, hẹn gặp lại anh sĩ một ngày trúng số vào ngày nào đó, chứ bây giờ là không thể nào mà giao xe cho anh sĩ được rồi. Anh sĩ mà mua xe anh sĩ mới mua em nha. Chắc chắn rồi. Ok các bạn, thì nó vui thôi chứ trong cái đợt này là một cái cơ hội quá tốt luôn rồi đó. Duy nghĩ chắc là trong năm nay thôi, còn lại sau đó thì sẽ không bao giờ có cái chính sách thuế trước bạ 5% như thế này đấy đâu. À, thì Duy cũng không có muốn là thuế trước bạ nó giảm còn 5% đâu các bạn, tại vì là các bạn biết rồi, khủng hoảng kinh tế trầm trọng lắm, thì thủ tướng chính phủ của mình mới phê duyệt cái mức 5%, chứ không phải là bình thường mà phê duyệt cái mức này đâu đó. Thì hy vọng là từ đây tới cuối năm thì doanh số của Duy cứ đều đều thôi. Đây là xe của anh Nam nè các bạn. Hôm nay Duy ghé tranh thủ đi giao chiếc xe cho anh, thì Duy ghé thăm anh Nam một chút xíu rồi đi ăn với anh Nam. Đó, anh Nam đang chuẩn bị đồ nè, anh em chuẩn bị đi ăn. Chị. Anh Nam gửi tặng Duy một cái thùng măng cục nè các bạn. À, măng cục của Bảo Lộc rất là ngon. Với lại chạo long. Ok, anh chị để đó giùm em nha. Hay là để ngoài đây luôn đi anh sĩ. Để trong đây nó chật không? Làm sao em ngồi? Ok, thôi đi ăn cơm đi. Chạy xe đi theo luôn ha. Mình chạy xe theo luôn ha anh sĩ. Chắc chạy luôn. Ừ. Hay là đi xe chung với anh Nam. Để hỏi anh Nam xem. Đi mấy con rồi. Ok rồi. Nó là nó là mấy con đi lên YouTube đấy, còn mấy con giấu không nói. Đi ra thật thật ăn cơm giống này. Dạ ok. Lâu lâu nghe em nó đi ngang qua cái dạ. Lên đi cái hú anh em ăn cơm nước thì vui. Dạ. Rủ ông đi làm phong cảnh, tại vì giao xe xếp chưa chắc là cho lên YouTube đâu. Dạ. Nên nó nói ăn cơm nó thích quay phong cảnh chợ vô thác Đầm Ri. Ừ. Quay tí nhìn cho nó. Cho nó hoành tráng tí. Là phong cảnh tí mà nói thôi bữa khác. Đi với anh sĩ anh hay muốn tranh thủ không ạ?
anh tài xế hả? Anh tài xế, lúc nào anh cũng muốn tranh thủ. Mấy anh tài xế lúc nào ấy. Rồi đi công an nó nhiều không em? Dạ. Công an ở ngoài đường á? Không, thấy bình thường. Dạ. Thấy tháng này nó làm trận tùm lum. Đang chiến dịch hay gì ha? Chiến dịch đó, nó an toàn. Thằng lính ở nhà dính 500 rồi. Dạ anh. Nó đã gọi điện thoại rồi đứng xuống. Anh Nam nè các bạn. Hôm nay anh Nam chạy xe ngon lành rồi. Bữa rồi vui xe không biết chạy, bữa nay chạy ngon lành rồi. Anh Nam chạy cứng rồi. Nghe salon của ông anh. À vậy hả? Xe cũ hả anh? Xe cũ không? Cho thêm một đĩa ớt nữa nha. Đĩa ớt xanh nha. Dạ đây của mình là một salad trộn giấm, một canh chua cá lăng, một sườn non kho tộn. Đúng không em? Một hoa giả cầy với lại một trà thu sốt kẻ. Nước gì? Chè đá tinh nước ngọt. Tinh nước ngọt gì đấy thì... Nước ngọt... Cho anh một lon nước gì đó, Coca Cola đi. Anh có gì anh chè đá? Anh chè đá luôn. Còn cái chiêu em? Coca không? Coca 4 thuốc cơm, 5 thuốc cơm. Quán này là con ở đây rồi. Con bình dân hầu như là nó ai đi ngang qua thì cũng thấy tay ăn nó bình dân, riêng nó nấu cũng ngon sắc sắc đấy. Đi ngang lúc này cũng thấy xe tấp nập á. Thì rồi em giao cái xe cho anh được nhà Vĩnh Long á. Buổi trưa được dắt em ra đây ăn. Hầu như ở đây hầu như dân cư người ta lên. Xong rồi em mới biết quán này nè. Có cho em vẽ là bà thì ghé vô đây quá anh bài quá anh bằng mỗi lần đi đâu xa bà ấy, gia đình được cái kéo ra đây cái bè nấu nướng này mệt lắm dễ ăn hả dễ ăn. Cái biểu đồ lên đây cho em đẹp đẹp lắm kìa. Đi xong rồi là xong hết rồi sáng ngày tốt rồi. Sao mỗi lần em xuống gặp anh Nam là ấy là có kiểu hơn ta. Lần trước em biết không, ở hiện gặp lại. Lần trước lên xe với ông dễ rồi đến lúc mà ông giao xe với ông là thấy là ok rồi xong rồi hôm nay gặp anh. Không, tụi em phát triển được hả? Phát triển được. Chúng mua xong cách Nam mà đang phấn đấu mà anh em thôi. Anh Nam em còn xuống anh Nam ngoài luôn. Mày giao xe nữa. Có lọc không à? Anh Nam Dũng nhiều sức khỏe nha. Lần nào con em cũng thuận lợi nha. Chúc em bán nhiều xe nha. Rồi, anh em mình dùng cơm nha. Qua đây, ăn cơm luôn anh. Rồi ăn cơm xí rồi. Dạ. Thấy năm tờ gì? Thôi.
Ok anh Nam thôi. Dạ rồi, cảm ơn anh nhá. Bye bye anh Nam nha. Bye anh Dũng nha. Thành công á. Dạ. Thì chắc là tháng sau em cũng phải đi xuống Di Linh cái nữa. Qua ăn cơm. Dạ. Dạ. Thôi anh em tắt lên đó đầu đèo uống cà phê xong điện xe. Rồi nó thì từ đó vô đó cứ gọi em lên nó biết nhà nó rồi vậy. Chưa vô lần nào. Chỗ đó thì xuống nhà nó có cái dốc cao. Thì cái xe của mình nó hơi dài. Dạ. Dài cái đường nó vô nó hơi hẹp tí nhưng mà chứ không sao thôi mình hẹn cái dài mình vô mà thôi mấy anh em tạm biệt nhau nha rồi hẹn gặp lại anh nha có cái cơ chứ ngày nào thấy gì vậy em đây là lúc nào phải ghé anh nào hết ok lên đường anh Sĩ nha. Ok. Giờ này chắc là khởi hành chắc 3 giờ cũng tới Đà Lạt rồi nha. Ok. Đi thôi. Bây giờ là 1 giờ rưỡi rồi thì Di hiện tại là đã tới Đức Trọng Lâm Đồng. Thì Di đang trên đường đi qua nhà của Hà mà để gặp Hà bởi vì là đầu tháng các bạn, đầu tháng 5 Hà có đặt cọc của Di chiếc xe C180 nhưng mà do là Di với Hà mới có trao đổi qua điện thoại thôi, cũng chưa biết Hà nữa. Thì ngày hôm nay sẵn tiện đi giao chiếc xe này cho anh Khánh á thì Di ghé thăm Hà cũng như là để biết Hà luôn. Đó. Giờ là 6 giờ rồi, Di vừa mới bàn giao chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 Formatic cho Quân xong. Thì ở lại ăn cơm với Quân với gia đình. Thì bây giờ rất là no luôn các bạn. Bây giờ Di và anh Sĩ bắt đầu quay về lại thành phố Hồ Chí Minh. Đó thì cái chuyến mà giao xe lần này á, từ Sài Gòn đi Đà Lạt á, thì đối với Di là coi như là một cái chuyến đi mà có thể nói là rất là đáng luôn á. Rất là đáng luôn các bạn. Bởi vì là lặn lội hơn 300 cây số nhưng mà Di vừa gặp được anh Nam này, vừa gặp được Hà nè, cũng như là bàn giao chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 này cho Quân. Đó thì khi mà về á các bạn thì Quân có gửi cho Di á một cái túi bơ luôn rất là ngon. Thì cái bơ này là bơ 034 á, gọi là bơ 034 á, thì đây là cái giống bơ có thể là ngon nhất hiện tại bây giờ rồi. Đó, ngoài ra thì còn một cái thùng là dâu tây nữa đó. Còn anh Nam á thì lại gửi cho Di á là một cái thùng măng cục nữa các bạn. Thì Bảo Lộc đặc sản quá trời luôn. Thì một chuyến đi này coi như là mấy cái trái cây này ăn chắc coi như là cũng đuối luôn á. Đó thì thật sự á thì mỗi cái chuyến đi xa như thế này các bạn thì nó cũng rất là cực đó, tại vì thức khuya dậy sớm thì bây giờ về Sài Gòn cũng mất khoảng tầm tới chắc hơn 12 giờ mới đi về tới Sài Gòn và sáng mai Di cũng lại làm việc tiếp nữa đó. Nhưng mà những cái chuyến đi như thế này thì rất là vui cũng như là cực kỳ ý nghĩa luôn đối với Di đó. Thì các bạn biết rồi, thì để trở thành một cái nhân viên bán hàng cũng như là để được tận tay giao cái chiếc xe mà Mercedes-Benz, một chiếc xe sang đến cho quý khách hàng của mình thì có thể nói đây là một cái điều mà coi như là rất là vui rồi đó. Thì thật sự những cái đường xa, những cái chuyến mà giao xe mà đường xa như thế này thì Di cũng sẽ không có ngại đó, bởi vì các bạn biết rồi, rất là vui ha. Thôi bây giờ Di sẽ tạm dừng cái video clip tại đây đi. Nếu các bạn có bất kỳ những quan tâm nào đến những cái dòng xe của Mercedes-Benz hoặc là các bạn muốn Di mà giao xe như thế này á, thì các bạn đừng ngần ngại gọi cho Di qua số điện thoại là 0914653979. Nếu các bạn thấy video clip của mình hay thì đừng quên bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để nhận những video clip mới nhất về tất cả những dòng xe của Mercedes-Benz. Mệt quá các bạn ơi. Ok, hẹn gặp lại các bạn nha.